thì từ năm 2000 đến năm 2007 thì top 4 thương hiệu là Coca với lại IBM với Microsoft với GE là nắm top 4. Đến năm 2008 thì Coca vẫn vẫn dẫn đầu như vậy, nhưng mà có sự hoán đổi vị trí giữa IBM và Microsoft. GE thì vẫn giữ cái vị trí như vậy. Đến năm 2009 thì top 4 lại có thêm sự xuất hiện của Google, và sự xuất hiện này thì đã làm cho GE ra khỏi top 4. Đến năm 2011 thì có sự xuất hiện của Apple, và thương hiệu này không ngừng phát triển nên nhanh chóng leo lên đến top 4 các thương hiệu. Thậm chí là đạt top 2, và sau đó một năm thì đã đến top 1. Đến năm 2012 thì top 4 này đã thay đổi theo thứ tự là Apple, Google, Coca và IBM. Từ năm 2013 trở đi thì Apple vẫn giữ phong độ như vậy, và sau đó thì là Coca, Google và Microsoft thì vẫn thế, nhưng mà có sự thay đổi ở trong, nhưng mà bốn công ty này vẫn là nằm trong top 4. Đến năm 2015 thì có sự xuất hiện của Amazon, và thương hiệu này đã nhanh chóng đưa được vào top top 4 và vẫn duy trì đến như vậy đến bây giờ. Đến năm 2020 thì giá trị của thương hiệu trong vòng 2 thập kỷ qua luôn có sự thay đổi, và đáng chú ý nhất là thương hiệu Apple dù xuất hiện sau nhưng mà vẫn lọt top các thương hiệu có giá trị từ khi xuất hiện đến nay. Em xin hết. À, rồi cảm ơn sự giải thích của Tú Anh ha. Còn ngoài ra thì cô cũng muốn hỏi chung luôn các bạn ở trong lớp về ý nghĩa hoặc là một cái kinh nghiệm nào đó mà các bạn thấy được thông qua cái sự thay đổi, đúng không? Khi mà các bạn xem cái sự thay đổi về giá trị thương hiệu qua video của nhóm một chiếu, giống như mình ngồi hồi hộp coi chứng khoán lên lên xuống xuống lên xuống xuống, đúng không các bạn? Và các bạn có nhận ra được một cái ý nghĩa nào đó phía đằng sau đó nữa đối với những người làm marketing hay là đối với những người làm thương hiệu không ạ? Cô đặt câu hỏi chung cho lớp luôn ha. Xong rồi lâu lâu điểm danh cái, giả bộ hỏi coi có đứa nào đây không. Các bạn nào phát biểu không? Giơ tay không? Cộng điểm phát. Cộng điểm mà cũng đứa nào giơ tay nữa ha, kiểu như đi học về kiến thức chứ điểm gì cô, đúng không? Hỏi vậy. Không có ai phát biểu hết à, buồn vậy ta. Cẩm Nhung có đây không? Nguyễn Thị Cẩm Nhung. Dạ cô ơi. Alo ạ. Dạ cô nghe không cô? Ơi, cô nghe không? Có. Phát biểu gì nghe chơi cho vui coi. Theo Nhung thì có nhận ra được hoặc là theo Nhung nghĩ thì thông qua cái clip đó cũng như lời giải thích của bạn nhóm 1 thì Nhung Nhung có thấy được cái ý nghĩa hoặc là cái lưu ý gì đó trong việc chúng ta làm marketing hoặc là xây dựng thương hiệu không? Dạ cô ơi, em không có ý kiến ạ. Trời ơi. Có mai mốt đi thi xong rồi cô ra một cái đề nào đó xong rồi cô biểu các bạn á là cho ý kiến xong rồi các bạn ghi là dạ con một em không có ý kiến gì hết, nhớ nghe chưa, chứ không có được ghi thành bậy như như không không lúc đó là ghi vô là o điểm đó. Rồi thì tại sao cô đặt cái câu hỏi liên quan với tới cái video đó thì các bạn thấy là
Trước đây nè thì các bạn thấy là Coca-Cola là một trong những cái thương hiệu rất là mạnh, siêu mạnh đúng không? Và nó nổi tiếng trong cái lĩnh vực gọi là làm marketing của mình, tức là làm marketing rất là giỏi. Và các bạn biết là cái sự nhận biết thương hiệu của Coca-Cola gọi là đi đầu luôn á. Và cái sự nhận biết thương hiệu này nè, nó không những là nó cao, tức là nó cao, nãy cô nói là mình phải làm tăng cái độ nhận biết lên cả chiều cao cả về chiều rộng đó, thì các bạn biết là nó vừa cao nó vừa rộng luôn. Đã có một cái quyển sách người ta viết về cái điều này, đó là quyển sách Global Marketing, marketing toàn cầu á. Và trên cái bìa quyển sách đó, nó để một cái hình ảnh, đó là một cái em bé gọi là người Trung Hoa mà ở một cái vùng quê rất là xa xôi, coi như là giống như là ở một cái nơi mà cực kỳ xa xôi, mà cái tỉnh hoặc là một cái địa phương nào đó gọi là cổ lỗ hủ luôn á các bạn. Một cái em bé rất là xa xưa, rất là ở xa xôi, và cái hình ảnh đó thì được chụp bởi ai, không phải là bởi một người nào đó thuộc gọi là công ty của Coca-Cola, mà là gọi là một cái hình ảnh đã được chụp bởi một cái nhiếp ảnh gia, và đăng ký dự, thế như gửi dự một cái cuộc thi về về nét đẹp gì đó các bạn, nét đẹp về văn hóa, thì cái bức tranh này đã đạt được giải thưởng. Và các bạn biết là nội dung bức tranh đó là chỉ có một cái em bé, nó ở vùng sâu vùng xa đó đó, và nó cầm trên tay là một chai Coca-Cola. Thì các bạn biết là cái nơi mà cái em bé đó ở đó, thậm chí là gọi là không có cái ánh sáng của cái sự hiện đại luôn á, tức là đèn điện cũng không có, thậm chí không được đi học luôn, nó xa tới cái mức độ như vậy. Và cái văn hóa nó vẫn không thể tới được, tức là cái văn hóa tiến bộ tiên tiến á, nó vẫn, cái nền giáo dục của nó không có tới được cái nơi em bé đó ở, nhưng mà trên tay vẫn có thể cầm được một chai Coca-Cola. Để nói lên cái sức mạnh về của cái thương hiệu Coca-Cola này. Thì các bạn thấy là Coca-Cola đã nắm giữ cái vị trí của mình rất là lâu đúng không? Dẫn đầu thế giới rất là lâu, cho tới khi có sự xuất hiện của cái gì các bạn? Của các cái thương hiệu hoạt động bên mảng công nghệ ha, IBM nè, rồi là vân vân, Microsoft, rồi Google, Apple vân vân. Thì các bạn thấy là những cái thương hiệu dẫn đầu thị trường hiện nay là những thương hiệu mà gọi là mới ra đời, đúng không? Nó mới ra đời thôi chứ không phải nó là một thương hiệu cổ lỗ sĩ, hoặc là phát triển có kinh nghiệm, gọi là có gì các bạn, có lịch sử hình thành phát triển là cả trăm năm, không có, nó mới thôi. Ví dụ như là Facebook, ví dụ như là Google, nó mới đây thôi, nó đâu có phải là xa xưa đâu đúng không? Nhưng mà giá trị thương hiệu của nó lại bắt đầu là gì các bạn, chiếm lĩnh những cái vị trí đáng chú ý trong bảng xếp hạng về giá trị thương hiệu. Cái điều đó cho chúng ta thấy rằng là không phải là cứ tôi đẻ ra tôi sống dai thì tự nhiên mọi người sẽ biết tới tôi, chưa chắc đúng không các bạn. Có thể là tôi mới đẻ ra đó, nhưng cái hoạt động marketing, cái việc xây dựng thương hiệu của chúng ta nó có đường lối ha, chúng ta biết ứng dụng, chúng ta gọi là hiểu cái hành vi của khách hàng và tiếp cận, sử dụng những cái phương pháp marketing để tiếp cận một cách hiệu quả, thì rõ ràng cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ leo lên. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai là các bạn để ý, các cái thương hiệu sau này ra đời nó liên quan tới gì các bạn? Nó liên quan tới cái công nghệ, ở cái công nghệ số, để cho chúng ta thấy được cái sự thay đổi trong cái tư duy và hành vi của người tiêu dùng, đúng không các bạn? Thứ nhất là nó dễ dàng xây dựng thương hiệu hơn so với việc là một cái sản phẩm hữu hình như là Coca-Cola. Tất nhiên cái điều đó là dễ hơn rồi, bởi vì nó xuất phát từ cái nền tảng, đó là công nghệ, và cái ứng dụng của nó cũng mang tính công nghệ. Và cái xu hướng của người tiêu dùng trong cái hoạt động của họ hiện nay, họ rất là quan tâm tới cái mảng về công nghệ. Đó là cái kinh nghiệm thứ hai chúng ta rút ra được. Và cái kinh nghiệm thứ ba đó là gì? Mình phải hiểu hành vi người tiêu dùng của mình, đúng không? Mình phải hiểu hành vi người tiêu dùng của mình, và phải gọi là nhận ra được cái tầm quan trọng của công nghệ. Không những là chỉ các công ty về công nghệ không, mà những công ty bình thường á, thì cũng phải bàn đến cái việc là những người làm marketing, những người làm thương
hiệu phải lưu ý tới cái sự phát triển của công nghệ và lưu ý tới cái điều này để phát hiện ra được phải thay đổi cái cách xây dựng và phát triển thương hiệu như thế nào. Nó thì và cái việc mà chúng ta xây dựng phát triển thương hiệu này nó sẽ thể hiện thông qua các hoạt động marketing, đúng không? Người tiêu dùng thay đổi như thế nào, chúng ta liệu có nhận ra hay không, thậm chí là chúng ta nhận ra nhưng có chấp nhận cái sự thay đổi đó hay không. Và khi chúng ta chấp nhận sự thay đổi đó thì chúng ta mới có cái sự thay đổi trong cái định hướng hoặc là trong cái phương pháp làm marketing của mình. Mình đổi từ cái việc là làm marketing kiểu cũ ha sang cái truyền thông kiểu mới cho nó hiệu quả trong kỷ nguyên số, đồng thời là cái cách truyền thông sáng tạo nó cũng góp phần rất là quan trọng. Khách hàng người ta đã rất là nhàm chán với những cái thông điệp mang cái tính chất truyền thông, các cái giá trị thông thường rồi. Bây giờ chúng ta phải tạo ra những cái giá trị khác biệt. Cái giá trị khác biệt này không những nó thể hiện trong cái gọi là USP của mình, đúng không? Cái điểm bán hàng gọi là khác biệt của mình, mà nó còn thể hiện trong cái sự khác biệt về truyền thông nữa. Thì chúng ta mới có thể gây cái ấn tượng cho khách hàng. Và để chúng ta gây ấn tượng cho khách hàng thì mới chiếm được một cái vị trí nào đó trong tâm trí của họ, từ đó gọi là có thể gọi là tạo ra một cái con đường nho nhỏ để chúng ta bắt đầu men theo đó để mà phát triển cái thương hiệu của mình lên. Vậy thì ở đây chính vì cái sự thay đổi đó, chính vì có rất nhiều các cái doanh nghiệp họ bị gọi là không có thay đổi kịp cái quan điểm của mình, hoặc là không có nhận ra được cái sự thay đổi của công nghệ, nhưng cũng có doanh nghiệp họ nhận ra nhưng mà họ không hiểu ha? Họ không hiểu về cái sự thay đổi nó diễn ra như thế nào ở người tiêu dùng, cho nên người ta tiếp cận sai, hoặc là người ta thay đổi cái phương pháp làm marketing nhưng người ta làm gì các bạn, người ta thay đổi sai đi ha? Bây giờ là ví dụ như là các bạn thấy là người ta nói là bởi vì công nghệ cho nên là người ta chuyển từ cái việc là mua online, mua 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 trực tuyến, mua trực tiếp sang là mua trực tuyến, tức là từ mua trực tiếp sang mua online. Nhưng mà quan trọng khách hàng của mình họ có mua online không, khách hàng của doanh nghiệp của chính bản thân mình họ có mua online hay không, có đúng không ạ? Tất cả mọi thứ chúng ta phải làm nó phù hợp, cái phương pháp làm của chúng ta nó phải phù hợp, nó không những đáp ứng cái sự thay đổi đó mà chúng ta còn phải gì các bạn, tạo ra cái sự thay đổi đó cho khách hàng, kích thích vào cái sự thay đổi cho khách hàng, đúng không? Không phải tự nhiên mà người tiêu dùng người ta chuyển từ cái mua trực tiếp sang mua trực tuyến như bây giờ, một sự phát triển rất là nhanh, đúng không? Trước đây chỉ vài năm thôi, cái tỷ lệ mà người ta chấp nhận mua hàng qua các cái ứng dụng thương mại điện tử ít lắm, họ không có tin tưởng, họ cảm thấy lạ lùng, họ cảm thấy rất là khó tiếp cận, vân vân, rất là nhiều các cái rào cản. Nhưng mà trong một vài năm thôi, cái tỷ lệ nó tăng lên gấp nhiều lần. Tại sao nó tăng lên như vậy? Cái sự tác động, cái sự tác động từ các doanh nghiệp. Từ việc là tạo ra khi mà chúng ta tương tác với khách hàng, ví dụ như trước đây các bạn mua hàng qua website, trời ơi lên có một vài cái hình ảnh lèo tèo, xong rồi mua hàng cũng không biết tương tác với ai để hỏi hay cái gì cả, nó khó. Còn bây giờ ví dụ như là trên Shopee chẳng hạn, các bạn cũng có thể là trò chuyện hoặc là chat hoặc là gọi là mình trao đổi với người bán, rồi trên Facebook cũng vậy, thậm chí là những cái website người ta cũng có ứng dụng cái gì các bạn, cái chatbot vào trong đó, tức là cái hộp chat ở trong cái website đó để mà chúng ta có thể tương tác được với người ta, với người bán khi mà chúng ta mua hàng hoặc là có thắc mắc gì ở trong đó. Thì tất cả những cái yếu tố đó nó mới tạo ra được một cái hiệu ứng là người tiêu dùng sẽ sẵn sàng hơn trong việc mua hàng hoặc là tương tác với thương hiệu thông qua cái kênh gọi là thương mại điện tử, đúng chưa? Cho nên là chúng ta phải nhận ra cái sự thay đổi nó như thế nào, và chúng ta phải là cái người tiên phong tác động tới và dẫn dắt người tiêu dùng đi theo cái đúng hướng của mình, chứ không phải là mình chạy theo người tiêu dùng. Nếu như mình nhận ra nhưng mình chỉ chạy theo họ thôi, không bao giờ kịp. Cái thích nghi kiểu đó không phải là một cái kiểu thích nghi tốt, đó cũng là một kiểu là ô tôi có thích nghi mà, tôi cũng có thay đổi mà, nhưng mà nó không phải, đúng không? Nó không có hiệu quả, cái đó gọi là mất bò mới lo làm chuồng đó.
Còn bây giờ hỏi là mình phải làm cái chuồng trước đi, xong mình lùa bò vô, mình nhốt lại, khóa lại, ăn thịt nó. Đúng không? Thì đó là lý do vì sao mà cô đưa ra một cái chủ đề cho hai nhóm cuối, mặc dù là nó không phải là về mặt lý thuyết ở trong sách, nhưng mà là một nội dung rất rất là quan trọng luôn. Đó là cái kỷ nguyên số nó tác động tới tới chúng ta trong hoạt động hàng ngày, rồi là học tập nè cũng tác động tới các bạn chứ bộ, đúng không? Rồi là các cái hoạt động trong đời sống bình thường, mua sắm của các bạn vân vân. Rồi là trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ cái việc là làm kế toán là trước đây là kẻ chữ T với lại là đủ thứ trò hết, còn bây giờ thì sao các bạn? À, phần mềm kế toán, phần mềm quản trị nhân sự, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý kho, phần mềm quản lý gọi là nhân viên bán hàng ở trên các điểm bán hàng, phần mềm này phần mềm kia nó kết nối hay làm nhau, nó thay đổi toàn bộ cái nền tảng của cái việc phát triển và kinh doanh. Trong đó kể có kể đến làm marketing, làm thương hiệu. Đó là lý do vì sao mà cô đưa ra thêm một cái chủ đề đó nữa cho các bạn. Và cái yếu tố này là cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải nhận ra được cái sự thay đổi đó, và chúng ta không những thích nghi mà còn phải đón đầu và tận dụng cái công nghệ, cái cơ hội đó để hình thành cái hành vi cho khách hàng theo một cách có lợi cho doanh nghiệp. Đúng không ạ? Số 1. Và không ai giải thích gì thêm thì cô đi giải thích luôn rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta đã xong cái nội dung của chương số 3, đó là chương giá trị thương hiệu. Và hai cái chương vừa rồi là hai cái chương nó rất là quan trọng, mà nó là cái nền tảng, cái hiểu biết cơ bản và cái nền tảng để mà chúng ta bắt tay vào, chúng ta từng bước tạo dựng cũng như là xây dựng cái thương hiệu ha. Cái chương số 2 là cái chương về đặc tính thương hiệu, thì các bạn phải xác định được nó trước, tại vì nó là cái kim chỉ nam cho mình làm cái thứ gì ấy, thì mình cũng cũng phải dựa vào nó mà làm. Tại vì nếu như mình không có cái kim chỉ nam đó thì rất có thể là mình cứ đi lung tung, hôm nay thì mình đi đằng này, hôm sau thì mình đi đằng kia. Do đó là các bạn phải có một cái cơ sở, một cái cốt lõi, một cái kim chỉ nam mà chúng ta dựa vào đó, chúng ta đi cho nó đúng hướng cho tất cả các hoạt động của mình luôn. Còn đó là ở cái chương số 2. Thì trong chương số 2 đó cô cũng có yêu cầu các bạn là mỗi nhóm như vậy các bạn nghĩ ra một cái sản phẩm ha, xong rồi các bạn xác định giúp cho cô cái đặc tính thương hiệu của cái sản phẩm đó. Không biết là đã có nhóm nào làm chưa, nghĩ là chưa quá hả, có nhóm nào các bạn làm cái đó chưa? Có bạn nào giả bộ, nhóm nào giả bộ làm rồi chia sẻ xem thử là sản phẩm gì như thế nào không, để xem thử là định hướng của các bạn có hiểu bài và có đúng chưa, hay là cô ơi bữa giờ là dịch quá cho nên là tâm trạng của em rất là rối trí là em không thể tập trung làm được nên chưa làm. Và một cái nội dung nữa mà cô có nói ngày hôm trước á là tình huống phở 24 á các bạn. Thì cô đã nói về cái phần giá trị thương hiệu rồi đúng không? Tức là cái thương vụ bí mật đó, tại sao gọi là bí mật và nó diễn ra như thế nào, rồi là tại sao nó lại như vậy, thì nói về cái giá trị thương hiệu á thì cô đã nói cho các bạn rồi. Và một cái nội dung mà cô nói với các bạn là xác định xem thử là cái đặc tính thương hiệu của phở 24 là gì đó. Không biết là có bạn nào đọc và tìm ra được chưa? Hay để đi thi rồi hỏi luôn hè. Trong cái những cái bài đọc thêm á thì liên quan tới giá trị thương hiệu, liên quan tới chương 2 và chương 3 đó, thì nó sẽ gồm có cái bài Vietjet nè. EasyJet này đúng không? EasyJet mình làm rồi nè, phở 24 thì làm được. Và một cái tình huống nữa là tình huống cơm kẹp Vietmart. Cái cơm kẹp Vietmart này cũng là một cái thương hiệu của Việt Nam của chúng ta, nhưng mà thật ra là cũng bán mất tiêu rồi ha. Nhưng mà đó cũng là một cái sự thành công đáng ghi nhận nào đó, của những người trẻ tuổi và có cái định hướng.
trong cái việc nhận thức ra cái tầm quan trọng của thương hiệu và xây dựng thương hiệu như thế nào. Tuy nhiên là có thể là trong quá trình xây dựng nó người ta gọi là chưa có kinh nghiệm đúng không? Mình phải vấp ngã nhiều lần mà mình phải rút kinh nghiệm nhiều lần. Người ta nói là cái sợi dây kinh nghiệm là cái sợi dây dài lắm. Cô là có mấy cuộn lận, cho nên rút hoài nó không có hết được. Thì như là Phở 24 chẳng hạn, thì một hồi thì Lý Quý Trung cũng phải bán đi cái thương hiệu của mình, Vietmart cũng vậy ha, cái nhóm người sáng lập đó cũng phải phải bán đi. Có thể là họ không có được cái họ không thể duy trì được, không thể duy trì được mà người ta phải bán đi, nhưng mà nó cũng có một cái giá trị nhất định nào đó, cho nên cô đưa vào cái giá trị thương hiệu của Vietmart. Thì thật ra cái Vietmart đó các bạn đọc đi, cứ đọc đi rồi mình sẽ có thời gian để mình giải thích mà giải quyết những cái tình huống đó. Tuy nhiên là cô muốn bạn đọc trước, các bạn giải quyết trước, chứ cô không có muốn là cô đọc và cô giải hết cho các bạn. Chúng ta cùng thảo luận một cái vấn đề để nó ra được cái nội dung của nó, thì các bạn sẽ gọi là thẩm thấu được tốt hơn và các bạn sẽ nhớ được nhiều hơn, cũng như là hiểu được nội dung về mặt lý thuyết, cũng như là cái lý thuyết đó nó hiện hữu trên cái thực tế như thế nào. Thì khi các bạn làm đúng hay sai gì cũng được, rồi các bạn nói ra và cô và các bạn cùng thảo luận, thì các bạn sẽ nắm được rõ cái vấn đề hơn là cô ngồi cô nói một mắt như nãy giờ. Cô nói rất là nhiều từ nãy giờ, nhưng cô biết là có thể là các bạn cũng biết cô đang nói gì nữa đó ha. Cho nên là cô muốn các bạn phải làm trước. Thông thường đó thì các cái tình huống này thì sẽ đưa ra để thảo luận ở trên lớp, tức là các bạn sẽ ngồi các bạn đọc và các bạn thảo luận ngay tại lớp luôn. Nhưng mà bởi vì học online đó cho nên là cũng khó để mà các bạn vừa học ở đây rồi vừa học nhóm lại để mà thảo luận, nói chung là tương tác nó khó, cho nên là cô mới giải quyết theo cái kiểu như vậy. Thì cô hy vọng là các bạn cũng có cái ý thức là các bạn về các bạn đọc trước, thậm chí là các bạn có thể làm việc nhóm để mà giải cái bài này trước cũng được luôn. Có thể là tối các bạn nằm các bạn rảnh, thay vì các bạn lướt Facebook thì các bạn vô nhóm các bạn nói là bây giờ thảo luận chút xíu về cái bài 24 phở 24 tìm đặc tính nha, mỗi người cho cái ý kiến vô đi, thì các bạn thảo luận cho nó ra vấn đề cũng được, không cần phải là các bạn tự đọc nó khó hay gì đó. Tương tự như vậy Vietmart cũng vậy, cô hy vọng là các bạn sẽ làm được cái điều này. Và trong những buổi ngày hôm sau khi cô hỏi và có nhóm hoặc có người các bạn thảo luận thì cô sẽ thảo luận, còn nếu như các bạn không đọc không thảo luận thì cô chắc cũng không sẽ không đem đem mỗi sao các bạn thấy là không quan tâm gì hết trơn ha. Thì cô nói trước là như vậy ha. Rồi ở cái chương 2 và chương 3 này cô sẽ có một cái bài tập cho các nhóm các bạn làm, và cái bài tập này thì cô tạo một cái bài tập ở trên hệ thống LMS. Các bạn sẽ làm theo cái hình thức là làm bài tập nhóm ha, tại vì cái bài này nó tương đối là nặng một chút xíu và nó ứng dụng cho cả hai cái chương mà các bạn vừa mới học luôn. Cô có tạo một cái mục bài tập và bài kiểm tra đó ha, và có một cái mục đó là bài tập bài tập chương 2 và 3 thì cô cũng đã tạo rồi, và các bạn sẽ làm nhóm. Bây giờ thì các bạn sẽ vào trong cái lớp LMS đó. Các bạn vào cái bài tập chương 2 và 3 thì cô có ghi cho các bạn cái nội dung thảo luận và hoàn thành những cái yêu cầu. Thì cô có đưa cho các bạn một cái tập bài, trong này nó có cả lý thuyết và các bạn sẽ ứng dụng cái lý thuyết đó để mà làm bài tập cho cái sản phẩm của mình. Ở đây cô có hai cái yêu cầu, đó là trong cái bài này thì nó sẽ gồm có hai phần, là phần 1 và phần 2. Thì cái tài liệu này là tài liệu bằng tiếng Anh, rồi cho nên là các nhóm sẽ phải đọc và dịch hiểu cũng như là tóm tắt cái phần 1. Thật ra cái phần 1 này các bạn đọc và hiểu rất là dễ, bởi vì đó là cái nội dung mà đã học rồi trong hai cái chương vừa rồi, nó không có cái gì mới hết đó. Nó có thể là mới thì mới một tí xíu thôi trong một số những cái thuật ngữ thôi, chứ còn những cái nội dung thì không có cái gì gọi là quá khó đó. Cho nên các bạn có thể đọc dịch và hiểu được nha.
Cho nên là các bạn sẽ đọc dịch và tóm tắt dùm cho cô cái phần 1 thành tiếng Việt của mình trong khoảng 1.500 từ gì đó. À, các bạn đọc hiểu phần 2 và ứng dụng cái mô hình tài sản thương hiệu của Keller vào phân tích xây dựng đặc tính giá trị thương hiệu cho sản phẩm của nhóm. Thì trong cái phần 2 này đó, nó sẽ dựa vào cái mô hình mà đã trình bày ở ở phần 1 của Keller, để mà các bạn có thể dựa vào 4 bước của nó để xác định cái đặc tính, phân tích các cái yếu 4 cái nhóm đó để mà xây dựng đặc tính cũng như là xây dựng định hướng để phát triển cái giá trị thương hiệu cho sản phẩm của nhóm. Và cô có mở ngoặc ở đây là sản phẩm chưa có trên thị trường, tức là cái sản phẩm mà hôm bữa cô biểu các bạn làm đó, đây là ý tưởng sản phẩm do nhóm tự chọn ha. Thì sau khi các bạn làm xong á, thì các bạn sẽ tổng hợp lại và một nhóm chỉ gửi, tức là một thành viên nào đó trong nhóm gửi bài thôi nha. Và các bạn sẽ ghi rõ những cái thành viên tham gia làm bài ở trong cái bài tập này. Và nếu như cần thiết thì các bạn sẽ chấm điểm, tức là chấm về cái mức độ đóng góp nếu cần trong cái bài tập này. Thì các bạn mở ra đi, các nhóm các bạn mở cái bài này ra, các bạn xem, cũng như là các bạn xem cái yêu cầu mà cô đề cập ở trong cái nội dung đó, trong cái đề bài đó, xem thử các bạn có thắc mắc cái gì không. Và các nhóm các bạn sẽ làm bài và nộp lại cho cô nha. Như là buổi học ngày hôm nay thì thời gian còn lại là thời gian để các bạn làm cái bài tập này trước khi chúng ta đi vào cái phần chương tiếp theo.